Em xin chào tất cả các anh em. Hôm nay em cũng về được số đồng hồ cao cổ của thụy sĩ có nhật có cũng rất nhiều là đồng hồ đẹp để anh em sưu tầm. Hôm nay em về cũng tầm được 20 chiếc, cũng có một số chiếc còn lại của cái phần trước thì em cũng lên tiếp video để gửi tới tất cả các anh em. Thì là đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả các anh em, một ngày mới luôn tốt lành nha. Rồi em sẽ lên từng chiếc từ giá trị thấp tới giá trị cao đó, là từ giá vài triệu tới vài chục triệu, và cũng có em về được một chiếc bát quái cần gãy giá rất là tốt để cho anh em. Bát quái cần gãy dàn đúc 18K là giá rất tốt để anh em sưu tầm ha. Rồi hôm nay em lên đầu tiên là mã số 1, em lên một chiếc Centena Automatic New Air nhé, Automatic kim cọc cài đá đen, Automatic kim cọc cài đá đen, mặt số rồi là zin nguyên hết nha mấy anh nha, kim cọc cài đá đen, mặt số zin nguyên, có một ô lịch gốc 3 giờ, đáy logo New Air luôn ha, đáy logo máy bay New Air luôn, còn rất là đẹp ha, sáng, đáy đáy thép còn sáng ha, vỏ thép đúc liền nguyên khối ha, vỏ thép đúc liền nguyên khối. Rồi em đo cái size chiếc này nha, chiếc này có size là 33 nha mấy anh em nha, zin nguyên bản size 33. Nay em bán với anh em là với giá rất là mềm, là chiếc này em bán thì cũng bằng một chiếc Senco thôi, em của thụy sĩ auto mà lại đáy logo này, em bán chỉ 2.200.000 thôi nha mấy anh em nha, 2.200.000 cho chiếc Centena New Air này, đây đáy logo máy bay luôn ha, giá chỉ có 2.200.000 thì nó mới bằng một chiếc Senco Automatic bình thường thôi ha, nhưng mà chiếc này là của thụy sĩ nha, mã số 1 2.200.000 nha mấy anh em nha. Rồi tiếp tục em lên mã số 2, là một lên tiếp cho nên một mã số 2 có là một chiếc Longines Automatic kim cọc số vàng đúc, vỏ bọc vàng toàn thân nha anh em. Chiếc này là bộ cọc của nó rất là đẹp nha, bộ cọc zin nguyên của nó, bộ cọc này là bộ cọc nanh cá mập nha anh em, rất đẹp ha, nhìn rất là hút ha, bộ cọc rất là đẹp, mặt zin luôn ha, toàn thân bọc vàng, toàn thân bọc vàng, được cái là chiếc này nó đi với là cái bộ cọc này là em nói là rất là đẹp. Đây, toàn thân bọc vàng, chân càng còn chưa có độ gì mà gọi là bị bong tróc ha. Đây, nấm zin đầu chùa lắm mấy anh nha. Đáy logo luôn, đáy trơn, đáy vàng trơn chưa có bị bong tróc luôn ha. Đó, còn rất là đẹp. Mấy cái này anh em chỉ cần lau chùi là nó bóng là nó sáng trưng à. Rồi, em chiếc này em mở máy được nha. Em sẽ mở máy cho anh em xem. Còn chiếc nào em mở không được thì nói chung là em không thể mở được. Nó đúc liền nguyên khối thì em không thể mở được. Đây, bộ máy của chiếc lông zin cọc nanh cá mập này anh em thấy mới không có chỗ nào chê được luôn, không thể tì vết được, quá trời đẹp, cực kỳ đẹp luôn ha, soi gương luôn ha, một chiếc lông zin một kim cọc số vàng đúc cọc nanh cá mập. Rồi em đo cái size và em báo cái giá cho anh em ha, nói chung thì em bán giá cũng tầm trung mà vừa vừa để anh em sưu tầm, giá nó cũng rất tốt cho với thị trường. Rồi chiếc này có size là 34 nha anh nha. Size 34, size cổ 34 cũng rất là đẹp, rất là vừa tay với anh em. Nói chung là mình lên tay thì nó cũng không hề nhỏ đâu. Đây, em lên tay tay của em thì tầm cũng khoảng 16 mấy, 17. Em nặng thì cũng khoảng cỡ gần 70 kg. Này, em lên đây ha. Cho anh em ngắm. Rồi, chiếc này em bán với giá mã số 2 em bán với giá là 6.500.000 nha anh em nha. Mã số 2 là 6.500.000. Anh em chốt thì liên hệ số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo, em gửi hình chi tiết cho mấy anh em xem nha. Bộ cọc nanh cá mập rất đẹp, mã số 2 là 6.500.000 mấy anh em nha. 6.500.000 cho mã số 2 nha. Rồi, tiếp tục em lên mã số 3. Mã số 3. Hôm nay em có một chiếc này là chiếc KS ha, Senco KS Automatic. Automatic Senco KS Automatic vỏ cáp gold. Có hai ô lịch luôn ha, ô lịch ngày và ô lịch thứ. Nó là kim cọc cũng cài đá đen luôn, vỏ cáp gold zin nguyên luôn, nấm zin KS nha, nấm zin bọc vàng, đáy logo KS bằng vàng đúc, anh em nhìn này, cát nó còn nguyên trên cái logo vàng này luôn. Anh em nào chơi dòng Senco mà sưu tầm mấy cái medal thì mấy cái medal này thì anh em không thể bỏ qua được chiếc Senco này được. Vỏ cáp gold rất dày nha, vỏ cáp gold toàn thân là cáp gold ha, dưới đáy inox ha, đáy dưới inox có một miếng medal KS bằng vàng rất đẹp. Rồi, chiếc này thì đấy nó cũng đúc liền khối luôn nha mấy anh em, không mở máy được. Cho nên là em chỉ đo cái size và báo cái giá anh em thôi.
Size chiếc này rất to nha, size cổ mà chiếc này là em thấy size này là gọi là size đại rồi đây, nó cũng khá to. Chiếc này là size 36.5, rồi em bán chiếc này là cũng giá là 6.500k luôn nha. Mỗi mỗi chiếc nó đều có cái vẻ đẹp riêng của nó ha. Anh em có nhiều sự lựa chọn ha. Đây. Rồi, chiếc KS Cargo này em bán 6.500k. Anh em chốt mà là lên cho em mã số 3 ha, liên hệ cho em số điện thoại và các bạn Zalo giúp em nha. Rồi tiếp tục, mã số 4 em lên cũng là một chiếc đến từ Thụy Sĩ nha, khá nổi tiếng. Chiếc này là một chiếc Zenith Automatic, cũng kim cọc cài đá đen luôn ha, logo trên mặt logo nổi luôn ha, logo mặt nổi. Toàn thân là vỏ thép đúc liền rất đẹp, toàn thân vỏ thép rất là bén cạnh, nấm zin của logo, nấm zin có logo từ trên cái nấm này, cái logo của nấm này nó giống như cái logo trên mặt nha mình. Có một ô lịch gốc 4 giờ rưỡi, chưa qua 4 rưỡi chưa biết ai giàu hơn ai nha. Đây ô lịch này là cũng nói lên một cái sự kiện rất là hay đấy. Một phiên bản kỷ niệm của người Hoa hay là người Nhật gì đây, tiếng này thì không biết tiếng Hoa hay tiếng Nhật em cũng chịu. À, em không rành gì cả tiếng nước ngoài cho nên là đây là một phiên bản kỷ niệm người ta khắc lên ha. Rồi em mở máy anh em xem, mở máy Zenith anh em xem trên live ha. Đây một chiếc Zenith, bộ máy của nó thì anh em thấy rồi đó, em nói là không tì một vết luôn mà rất là nhạy, logo Zenith nói chuyện trong này luôn nè ha, rất đẹp nè. Bộ máy Zenith mà anh thấy là soi gương không có chỗ nào mà chê được luôn. À, một chiếc Zenith mã số 4 này em bán với giá cũng rất là mềm mại cho anh em chơi, giá chỉ 6.800k thôi nha. Zenith Automatic của Thụy Sĩ, kim cọc cài đá đen, lịch 4 rưỡi, chưa biết ai giàu hơn ai ha. Mã số 4 với giá là 6.800k. Và em lên tiếp tục một chiếc cũng đến từ Thụy Sĩ nữa, mã số 5 ngày hôm nay là mã số 5 ngày hôm nay có, đó chính là một chiếc Movado Kinematic, cũng là bộ cọc nanh cá mập sáng lòng ha, cọc nanh cá mập mặt hai lòng rất đẹp, mặt hai lòng rất đẹp đấy. Vỏ là vỏ cáp gôn luôn ha, phần trên là nó cáp gôn luôn ha, cáp gôn, cáp gôn rất dày, các anh em nhìn thấy cái niềng vàng của nó này đó, rất dày muốn cả một ly luôn á, rất là dày ha. Rồi đây là núm zin của Movado luôn nha, một cái bàn tay nó có để cái đồng hồ ở bên trong luôn, và logo zin của Movado Kinematic là một con người cởi bát ngựa này, cởi mấy con ngựa này ha. Hôm nay là mã đấu thành công đây, Movado Kinematic ha. Kinh là chắc vua đó, vua đó. Ông vua đó này. Đây là cái thông số chuyện của Movado này, nó có chuyện một cái bàn tay và để cái đồng hồ cái gì bên trong á, cũng giống y là cái nấm vậy, trong cái nấm nó có như vậy nha anh. Và một chiếc đây là Movado, thương hiệu đến từ Thụy Sĩ, khá là đẹp, Automatic ha, rất đẹp luôn, bộ máy cực kỳ đẹp, anh em nhìn ha. Nó thật sự chơi đồng hồ là giá trị là mình ăn tiền chủ yếu là cái bộ máy thôi, nó đã từ thập niên 50 mấy tới 60 tới giờ mà nó vẫn còn hoạt động, vẫn còn đẹp như vậy, còn chạy ngon lành như vậy là biết là bộ máy của Thụy Sĩ nó sản xuất cái bộ máy đồng hồ em nói là cực kỳ là chất lượng. Rồi chiếc Movado Kinematic này em gài là em đo cái size và em báo giá cho anh em, mã số 5 ngày hôm nay em đo cái size chiếc này ha, chiếc này size 34 nha anh em nha. Đấy, size 34 mã số 5, chiếc này vỏ cáp gôn ha, cọc số 5 cá mập, em bán 7.500k nha, 7.500k cho mã số 5 nha. Rồi em xuống nè, em lên mã số 6, mã số 6 ngày hôm nay em lên một chiếc Omega Constellation, cũng kim cọc cài đá đen luôn, kim cọc đá đen luôn, rất đẹp. Một chiếc Omega Constellation, toàn thân là inox, 4 năm dùng chữ ha, chronometer luôn ha, zin nguyên ha. Đấy, zin nguyên bản, nấm zin có logo Omega luôn nè, đáy đầy thiên văn 8 sao khắc nổi, cực đẹp nè anh em, nhìn còn cát còn đồ trong này luôn ha, rất là chất lượng ha, cực kỳ chất lượng cho một chiếc. Rồi em mở cái máy anh em xem nè. Đấy, bộ máy của chiếc Omega này là máy ra bao nhiêu đây, máy 564 Omega, máy 564 ha, máy 564 cực đẹp này. Đó, mà anh em thấy nhìn chất lượng không, bộ máy vàng hồng rất đẹp, bộ máy 564 ha. Rồi em đo cái size chiếc Movado, chiếc Omega Constellation này,
Omega Constellation này có size là 35 nha mấy anh em. Size 35. Size 35 mã số 6. Chiếc này em bán nó bằng với một chiếc Scimitar, có thể là chưa bằng một chiếc Scimitar cho anh em chơi luôn ha. Đấy, mã số 6. Mã số ngày hôm nay em chỉ bán 8.600.000, em lấy số 86 ngon đẹp nha mấy anh em. Đấy, 8.600.000, thậm chí em nói chưa bằng một chiếc Scimitar, anh em chốt một chiếc Scimitar inox luôn. Đấy. Mà con này là thương hiệu là Omega Constellation, nó còn đẳng cấp hơn nữa ha. Rồi mã số 6 chỉ là 6.800.000 nha mấy anh em. À, giá rất mềm. Rất mềm mại để mấy anh em chơi. Em bán rất mềm mại để mấy anh em chơi. Anh em sưu tầm. Rồi tiếp tục em lên mã số 7 này. Mã số 7 ngày hôm nay em có là một chiếc Omega Automatic. Automatic kim cọc số vàng đục mặt zinc luôn nha mấy anh em nha. Mặt zinc. Niền vàng. Niền vàng đúc luôn này. Niền vàng đúc 400 cáp vàng. 400 cáp này nó có mòn, có mòn theo thời gian em này, em chỉ rõ anh em trên trên ấy luôn để anh em về khỏi à, sao mà à, mày bán anh cái đồng hồ mà nó mòn, nó có đầy mòn mày không nói này, nó có mòn nhẹ những cái đầu càng nha em, không ảnh hưởng gì hết nha, nó vẫn còn đẹp, máy móc của nó vẫn là ok hết nha, nó còn hoạt động cực kỳ tốt luôn. Chiếc này nè, đấy, núm zin nha anh em, núm zin của Omega. Chiếc này là được cái là niềm vàng đúc và đáy ngựa luôn, đáy ngựa nổi luôn ha. Đó, đáy ngựa nổi. Em mở máy mà anh em xem. Trời ơi, bộ máy nói chung mấy chiếc này, chiếc Omega máy mấy anh em khỏi phải chê nữa rồi. Chiếc này chạy máy 471 mấy anh em. Đây, máy 471 ba lăng gai automatic. Số series là 16 triệu. Đấy. Lắc nhẹ là rít rít. Mấy anh em nghe đã không? Tiếng máy của nó rất là đã ha. Rồi bộ máy còn cực kỳ đẹp luôn này, máy hồng rất đẹp. Rồi chiếc này em đo cái size mã số 7, mã số 7 em đo cái size, size chiếc này có size là 34 nha anh em nha. Chiếc này size 34 đấy, automatic này em bán anh em với giá là mã số 7 cũng rất là mềm thôi, chỉ 8.600.000 luôn, cũng là một con số rất đẹp để anh em sưu tầm. Đấy, hai chiếc này đó, đều là đồng giá để cho anh em lựa chọn, thích anh em chơi niền vàng, không thích anh em chơi công tê inox. Đấy, nhưng mà chiếc những chiếc này là đều có logo ngựa, nhưng mà anh em đều có logo đít hết nha. Rồi, tiếp tục em lên mã số 8. Mã số 8 này, chuẩn bị em lên mã số 8. Mã số 8 ngày hôm nay em cũng có một chiếc Omega Automatic luôn. Omega Automatic. Omega Automatic. Toàn thân bọc vàng nha, toàn thân bọc vàng. Có một ô lịch kim cọc vàng đúc, có một ô lịch gốc 3 giờ. Núm zinc luôn ha, núm Omega luôn ha. Toàn thân bọc vàng, đáy inox, đặc biệt chiếc này em nói rất đặc biệt để anh em sưu tầm này. Chiếc này là một chiếc Omega. Đây chính là một cái móng ngựa rất lớn nha, một cái móng ngựa Omega rất lớn, nó bao bên ngoài và bên trong là một con ngựa, một con ngựa nổi và một thông số là 1968 là mã đấu thành công và nhất cửu lộc phát. Nhất là 1, cửu là 9, 6 là lộc, 8 là phát. Anh em nào mà sưu tầm chiếc này đeo là lấy phong thủy số làm ăn cũng rất là hay. Đó, mà trong kia nó có một con ngựa nữa là mã đấu thành công ha. Cực kỳ là đẳng cấp chiếc này. Rồi em mở máy mà anh em xem chiếc này coi máy móc như thế nào. Nói chung những bộ máy của Omega từ 1950 mấy tới giờ đến 1960 là vẫn còn hồng zin và rất đẹp nha mấy anh. Đó, chiếc này chạy máy 563 ha, 563 còn rất đẹp. Rồi em đo cái size và báo cái giá. Nói chung giá em bán để anh em vừa chơi vừa sưu tầm. Size chiếc này là size 34 luôn ha, size 34. Mã số 8 ngày hôm nay là em bán với giá đúng 10 triệu luôn nha. Em sell xuống giá nha, lúc trước em bán cao, nay em sell lại giá để em về cái lô mới để cho tiếp tục lên video clip khác để các anh em sưu tầm. Đấy. Rồi chiếc này mã số 8 với giá là 10 triệu nha anh em nha. Anh em liên hệ số điện thoại hoặc kết bạn Zalo qua số điện thoại của em luôn nha, em có để trên màn hình nha. Rồi giá 10 triệu cho mã số 8. Và tiếp tục em lên mã số 9. Mã số 9 ngày hôm nay em cũng có một chiếc Omega ha.
mặt vàng xoáy tia rất đẹp, mặt vàng xoáy tia rất đẹp này, anh em nhìn không? Đúng, mặt vàng cực đẹp, kim cọc cũng cài đá đen luôn nha, kim cọc cài đá đen. Chiếc này đi với nó là niềng vàng đúc, niềng vàng nó rất dày. Đấy, bốn chân cáp vàng còn cực đẹp, núm zinc omega, móng móng ngựa rất đẹp. Rồi đây là đáy ngựa của Omega Seamaster ha, Omega Seamaster zinc nguyên. Đó, em mở máy anh em xem coi thử bộ máy chiếc này còn đẹp không. Trời ơi, nó cũng không chê vào đâu được hết, không thể chê vào đâu được hết em. Nó mà nó đỏ mà nó lên tới nỗi lên tích đĩa luôn là bên em biết là lên bả trầu luôn đấy. Ai à, trời em, nó đỏ đỏ mà đỏ lên bả trầu luôn, nó hồng tới nỗi mà hồng hồng đỏ luôn chứ không phải là hồng thường nữa ha. Quá đẹp luôn, bộ máy, những bộ máy chiếc này là rất chắc nha mấy anh em nha, cực đẹp này mấy anh em nhìn không, quá đẹp. Rồi chiếc Omega này em đo cái size và em báo cái giá anh em chơi. Vỏ vàng, niềng vàng, thân thân cấp vàng còn rất đẹp ha. Size chiếc này là size 34.5 nha. Rồi mã số 10, à mã số 9 chứ lộn, mã số 9 ngày hôm nay em bán với giá 12 triệu nha anh em, đúng 12 triệu cho chiếc này. Mà anh em sưu tầm là nó niềng vàng thân cáp mà đáy ngựa máy móc cực đẹp này, chiếc này em nói mấy anh em có thể là xài vài chục năm này cũng không ảnh hưởng gì tới nó, nó vẫn còn hoạt động chuẩn, nó vẫn chạy ngon lành cho đến ngày hôm nay 1960 mấy năm, mấy 60 tới giờ vẫn còn chạy ok và còn rất đẹp. Giá 12 triệu nha mấy anh em nha. Rồi mã số 10, ngày hôm nay em lên một chiếc rất độc, gần như là rất hiếm tại thị trường, trên thị trường Việt Nam, đó chính là một chiếc Movado. Movado niền vàng đúc, kim cọc nanh cá mập, kim cọc vàng đúc luôn nha mấy anh em nha. Một chiếc Movado Matic nha, đi kèm đó là một ô lịch, mặt nó hơi màu đen thôi, hơi màu đen xám, đen xám nhẹ nhẹ. Logo Movado vàng đúc nổi này, đây nấm zinc của nó cũng có logo Movado y vậy luôn ha, một phiên bản gì đây kỷ niệm người ta khắc vào đây. Rồi em mở máy mấy anh em xem, thầy trời, bộ máy Movado mấy anh em thấy không, em nói là nó đẹp không tì vết luôn, quá trời đẹp luôn, chuẩn chỉnh ha, cực đẹp ha, không thể 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 gọi là chê chỗ nào vô chỗ nào được cái. Rất đẹp. Rồi, chiếc Movado này em đo cái size mấy này, máy bộ máy rồi chung với chiếc này em sưu tầm này, mấy bộ máy của nó là mình nhìn phải ghiền mấy anh em mới mới sưu tầm được. Chiếc Movado này có size là 34.5 nha mấy này. 34.5 ngàn, rất đẹp, một bộ máy Movado đã đẹp rồi, niền vàng cọc số 5 cá mập. Cực hiếm có nha. Này cực hiếm nha. Chiếc Movado này em bán với giá là mã số 10 với giá là 12 triệu nha mấy anh em nha. Mã số 10 với giá 12 triệu ha. Đấy, anh em chốt thì liên hệ cho em và kết bạn Zalo với em sẽ gửi hình chi tiết cho anh em xem. Nói chung là trên này em quay cũng là rất kỹ để cho anh em xem là tiếp tục em lên mã số 11 nha mấy anh em nha. Mã số 11 hôm nay em về là có một chiếc Longines. Longines Automatic mặt huyết nha mấy anh em nha. Mặt huyết, bộ kim cọc của nó anh em nhìn thấy to không, thấy lực không. Chiếc này niền vàng đúc nha, niền vàng đúc, bốn chân cáp vàng, núm zinc Longines luôn ha, niền vàng đúc, bốn chân cáp vàng, kim cọc số này là đều vàng đúc hết, mặt đỏ nha, mặt huyết nha, logo đáy cá chép bằng vàng đúc luôn ha, logo đáy cá chép vàng đúc luôn ha. Rồi em mở máy cho anh em xem mấy bộ máy này có đẹp hay không. Đó, em nói cũng không thua gì, không thua gì ai, cũng là Thí Văn và Thí Kiều ta, bộ máy cực kỳ đẹp nha mày. Nói chung là đều là soi gương hết, máy móc rất đẹp, không thể chê vào đâu được hết. Rồi em đo cái size của em này coi, chiếc này có size là 35 nha anh em, size chiếc Longines này là 35. Rồi em bán chiếc Longines này mã số 11 cũng với giá là 12 triệu luôn nha, cho mấy anh em sự chọn lựa. Có ba sự chọn lựa là đấy, ba sự chọn lựa đều là 12 triệu hết, nhưng mà nó mỗi cứ mỗi con nó có đều có mỗi cái điểm độc, điểm riêng khác nhau để các anh em lựa. À,
có thể là mình sưu tầm là hàng độc là Movado, hoặc là mình sưu tầm thương hiệu là mình Omega, hoặc là mình sưu tầm phong thủy mặt huyết là sưu tầm Longines ha. Đấy, nó có rất nhiều điểm để cho anh em lựa chọn. Và rồi tiếp theo em lên mã số 12, cũng là một chiếc độc không kém, độc và còn khá là hiếm luôn. Đấy, độc vật hiếm nè. Một chiếc Fare nha, automatic chạy trăng sao luôn nha. Chạy trăng sao ngày tháng thứ, nói chung là nó đầy đủ ấy luôn. Giây phút giờ ngày tháng thứ và trăng sao là cái ngày lịch âm, lịch âm này, lịch âm chỗ này cứ một tuần trăng là cái mặt trăng nó sẽ xoay một vòng. Đấy, đúng một tháng là đúng ngày rằm là cái mặt trăng nó sẽ lên thẳng ở giữa. Cái này là em chỉnh cho anh em thấy là nó cứ vậy vậy, anh em chỉnh đúng ngày âm là nó nhảy theo vậy, là cứ đúng ngày rằm nó sẽ lên thẳng như vậy. Và bắt đầu là 16, 17, 18, 19, 20 bắt đầu cái mặt trăng nó sẽ từ chỗ này nó sẽ nghiêng lần vào đây và nó mất. Nó mất xong vòng tới đây là bắt đầu qua đây là mười mấy, là khoảng cái khi nào mà trăng nhú này là nó nhú lần tới ngày rằm là nó sẽ thẳng ngay đây, thẳng ngay tâm này luôn. Chiếc này automatic của Thụy Sĩ luôn ha. Nó được cái là nó có niềng vàng đúc vàng hồng nha anh em nha. Chân càng cáp gôn vàng hồng luôn, niềng vàng đúc, chân cáp vàng hồng nha, nấm vàng hồng, đầu chùa zin luôn nha. Chiếc này automatic nha, anh em sưu tầm thì mấy chiếc này thì không thể bỏ qua mấy chiếc này được. Nó quá độc. Rồi em mở máy mấy anh em xem nha. Đây. Bộ máy automatic của nó từ thập niên 50 mấy tới giờ này. Đó, ba lăng gai luôn anh em thấy không? Bộ máy siêu cổ này. Bộ máy này siêu cổ mà còn soi gương vậy, còn rất nhạy nha. Đang hoạt động chạy chuẩn chỉnh nha. Đồng hồ hoạt động rất là mượt mà nha anh em nha. Mọi chức năng đều full hết nha. Hoạt động tốt hết luôn. Rồi chiếc này em bán với dạ, em đo cái size đây. Size ngang của nó là size 31 năm, cực kỳ nhỏ mà đầy đủ mọi thứ, là gọi là nhỏ mà có vỏ đây. Đấy, em chỉ đo không đo núm nha, các núm lồi của nó ra em không đo ha. Chiếc này cực kỳ độc. Rồi em bán chiếc này với giá là 13.500.000 nha. Mã số 12, 13.500.000 nha anh. Rồi tiếp tục em lên mã số thứ 13. Mã 13 em về đây là có một chiếc Omega Constellation Form 250 mặt bát quái kim cọc cài đá đen, mặt vàng màu mỡ gà rất đẹp ha. Niềng vàng đúc chân cấp gold nha, niềng vàng đúc chân cấp vàng rất đẹp, núm zin Omega luôn này, đáy đài thiên văn Omega đúc vàng đúc luôn, đáy đài thiên văn vàng đúc 8 sao nổi còn zin nguyên, chưa hề bong chưa hề bay mòn vậy nè, ai còn rất sắc nét này. Cực kỳ đẹp. Rồi em mở máy chiếc này cho anh em xem. Rồi máy móc nó còn đẹp. Rồi em nói là những cái bộ máy này thì anh em không thể chê chỗ nào được hết. Đỏ hầu hết ha. Nó chạy máy gì đây ta? Máy 564 nha. Bộ máy Omega 564 còn rất đẹp ha. Automatic Omega 564 Constellation. Niềng vàng đúc chân cấp vàng. Logo vàng đúc, niềng vàng đúc, mặt bát quái nữa nha. Kim cọc cài đá đen. Zin nguyên nha mấy anh em nha. Đấy, chiếc này mã số 13 em bán với giá là 24 triệu nha mấy anh em. Đây, anh em nhìn mặt bát quái của nó. Em nói nó rất là hút. Em coi cái size của nó hơn bao nhiêu này. Trời, size rất đẹp, size 35 luôn ha. Mặt bát quái mấy anh em nhìn. Nó là không chê chỗ nào được hết. Càng lại gần thì nó càng đẹp, càng nhìn thì nó càng mê. Đấy. Rồi chiếc này với giá mã số 13 với giá là 24 triệu. Anh em sưu tầm thì liên hệ qua số điện thoại hoặc kết bạn Zalo giúp em nhé. Tiếp tục em lên mã số 14. Mã số 14 hôm nay là em có một chiếc Butcher thương hiệu tốt đứng thứ 7 của thế giới. Toàn thân là vàng đúc 18K. Toàn thân đàn vàng đúc 18K, logo Butcher, logo nổi luôn ha, logo zin nổi lên luôn ha. Thương hiệu nổi tiếng này, logo vàng đúc hết, toàn thân là vàng đúc 18K nha. Núm zin có chữ B này, ký hiệu của chữ B là đầu tiên của chữ Butcher này. Đấy. Đặc biệt chiếc này đi với là cọc số học trò, vàng đúc nổi luôn, kim cọc số học trò, vàng, rất đẹp. Chiếc này đáy nó đúc liền, em không mở máy được nha, không mở máy cho anh em xem trên live được. Nhưng mà anh em chốt em vẫn gửi hình máy qua bên
Zalo cho anh em xem nhé. Rồi em đo size chiếc này coi. Chiếc này có size là 34 nha anh em. Rất đẹp, size 34, vỏ vàng đúc 18K, chân càng còn cực bán này. Chưa có gọi là bị đánh bóng hoặc mất gốc rồi gì này. Đây anh em thấy không? Các góc cạnh của nó này. Logo là em dán cái bảo vệ lại đây để cho anh em đeo nó khỏi bị mòn, mất cái logo này rất là tiếc. Logo này thường thường những con Butcher nó rất ít có cái logo này, chỉ có một vài con nó có là một phiên bản gì đó nó rất là giá trị. Rồi chiếc này mã số 14 em bán với giá hôm nay là 25 triệu nha mấy anh em, 25 triệu nó là vàng đúc 18K đó anh. Rồi mã 14 là 25 triệu. Và tiếp tục em lên mã số 15 nha. Rồi mã 15 ngày hôm nay em có một chiếc Seamaster, một chiếc Omega Seamaster nha. Automatic, kim cọc số, mặt hai lòng rất đẹp, mặt trong là màu vàng mỡ gà, toàn thân nó bọc vàng ấy nha, bọc vàng luôn cả dây luôn nè mấy anh, dây nó bọc luôn này, xin cả dây luôn, bọc vàng ha. Chiếc Seamaster mấy anh em nhìn nè, rất là hầm hố. Chiếc này em nói to lắm, chiếc này em nói kiếm được chiếc Seamaster mà cặn cổ này mà sai cả này là rất hiếm nha. Rồi nấm zin luôn nè, logo ngựa nổi zin cực đẹp luôn ha. Rồi Seamaster mấy anh em nhìn không, dây bọc trong này, dây bọc trong của nó này, dây bọc ngoài, dây bọc trong chưa hề có một vết bong tróc gì hết, anh em đeo là thoải mái, cổ phải che luôn. Em mở cái máy chiếc này coi. Đây một bộ máy của Omega, để em nới cái dây ra cho mình em xem thấy rõ đó. Rồi em đưa gần đây lại ha. Omega Automatic nha, hơi khó thấy tí nhưng chưa lấy nét. Rồi một chiếc Omega, máy cũng rất đẹp mấy anh em nha, bộ máy rất đẹp. Rồi chiếc Omega này em đo cái size để anh em xem. Chiếc này là ưu tiên cho những em nào mà tay lớn, tay to vừa và lớn, tay vừa và lớn, tay nhỏ là đeo chiếc này vô nhìn nó chổi lắm. Nó size của nó là size 39 ngang, size ngang nó tới 39 là anh em, ngang từ đây qua đây 39 là anh em biết nó to cỡ nào rồi đó. Để em lên tay anh em xem, dây mắc dây thì bao anh em là dài thoải mái. Đấy anh em nhìn nó hầm mố không, rất là hầm mố, rất là to. Rồi, chiếc Seamaster ngày hôm nay mã số 15 ngày hôm nay em bán với giá chỉ 10 triệu 500k thôi nha mấy anh em. 10 triệu 500k là mấy anh em đã có một chiếc Omega Seamaster ring luôn cả dây khóa luôn, mà rất là to, size khủng luôn. Size này là gọi là size đại đi, size anh đại đi. Và tiếp tục em cũng lên một anh đại tiếp. Đó chính là một chiếc Omega Constellation Automatic kim cọc cài đá đen, Chronometer, Constellation Chronometer 5 dòng chữ luôn ha. 5 dòng chữ. Toàn thân bọc vàng rất đẹp. Toàn thẳng bọc vàng, dây bọc vàng còn cực kỳ đẹp, chưa hề có một vết gì là bong tróc hết nha. Riêng nguyên cả dây và khóa. Mà anh em không? Đẹp cực kỳ chuẩn chỉnh luôn. Vàng không thể che đâu được, từ bên trong lẫn bên ngoài. Đấy, đấy logo đầy thiên văn nổi luôn nè. Logo đầy thiên văn nổi luôn. Cực đẹp nha anh nha. Mọi thứ còn rất đẹp, chiếc này thì em không mở máy được nha. Nó vặn mấy con ốc này thì em chịu rồi. Em không có đồ để mở ha. Rồi chiếc này em đo cái size ngang, nó rất là to nha. Size ngang 34, size dọc nó tới là 39, 34 ngang và 39 dọc. Cho nên là nhìn cái form tăng của nó là form tăng này, form tăng là nó rất là form vuông, nó rất là to, nó rất là hầm hố nha. Chiếc này mấy anh em đeo lên tay này, nhìn như vàng đúc, tay vừa và to, đeo mấy chiếc này rất đẹp. Nhưng cả dây quá anh em đeo như chiếc vàng đúc, không che đâu được, mặt số rồi là diễn nguyên hết nha. Chiếc này mã số 16 hôm nay em bán với anh em với giá là 16 triệu nha. 16 triệu cho một chiếc Omega Constellation ha, bọc toàn thân cả dây hết luôn, bọc cả dây luôn. Ai hai sự lựa chọn nha anh em. Chiếc này mã số 15 là 10 triệu rưỡi, còn mã số 16 là 16 triệu luôn ha. Rồi em lên mã số 17.
một chiếc mã số 17 là một chiếc Omega Constellation bát quái càng gãy zin cả dây khóa luôn nha, dây khóa dây zin luôn nha mấy anh em nha. Kim cọc số vàng hồng nha, kim cọc số vàng hồng, logo đều vàng hồng hết nha, kim cọc số vàng hồng đúc, logo đồ là vàng hồng hết, zin nguyên hết luôn, zin nguyên bản nha mấy anh nha, zin luôn cả dây luôn á. Đây logo của chiếc đây rất đẹp nha, toàn thân là vỏ thép nha, được cái là kim cọc nó bằng vàng đúc 18k, kim cọc số vàng hồng đúc. Rồi em mở cái máy cho anh em xem nè. Rồi anh em thấy nhìn cái bộ máy anh em thấy không, nó hơi chóa hơi ấy, anh em thông cảm cho em tí nha, còn ấy thì em chụp bên ngoài để anh em chụp vào trong Zalo anh em xem nó rõ hơn. Chiếc này chạy máy là máy 564 luôn nha, rất đẹp nè. À, nó lấy nét lại được rồi không, máy 564. Rồi em đo cái size, size con này là có size ngang là nó là size 34.5 nha, mã số 17 ngày hôm nay, mã số ngày 17 ngày hôm nay là con Constellation bát quái càng gãy zin luôn cả dây khóa, bát quái càng gãy zin cả dây khóa ha, nấm Omega bát quái luôn này. Mặt kim cọc là bằng vàng hồng nha mấy anh em nha. Rồi chiếc này em bán với giá là 23 triệu nha, mã số 17 với giá 23 triệu, mã số 17 với giá 23 triệu và em lên một siêu phẩm, siêu phẩm đến từ Thụy Sĩ, một chiếc Omega Constellation vàng đúc 18k, đúc luôn cả mặt số chân càng, mấy anh em nhìn này, góc cạnh nó còn cực kỳ bén, mấy anh em nhìn không, chân của nó bốn nó còn sắc nét ở đây, nó đúc luôn vàng đúc 18k cả mặt số nha mấy anh em nha, và mặt số zin vàng đúc luôn mấy anh em nha. Đấy bóng chân nó cực kỳ đẹp này, núm núm zin luôn ha, đấy đầy thiên văn mấy anh em nhìn này, đầy thiên văn mấy anh em nhìn con cá không, chiếc này vàng đúc 18k thì anh em nhìn cái đầy thiên văn của nó, anh em nhìn có mê người không, nó gọi là nó cực kỳ bán luôn, cực kỳ đẹp, là nó đẹp quá là đẹp luôn. Chiếc này thật sự em không dám mở nha, nó cứng quá em không dám mở, mà dùng các cây rồi mình mở là nó sẽ bị tát mấy cái này, làm tát mấy cái vàng này là rồi luôn á, là mất giá trị nha mấy anh em, zin nguyên nha, cực đẹp nè. Anh em nào mà chốt thì em sẽ gửi hình qua Zalo cho mấy anh em xem máy móc của nó luôn, mặt số đúc, nói chung con này đúc tất cả, đúc luôn cả mặt số luôn. Chiếc này em bán, chiếc này là size 34.5 chuẩn nè, em bán với giá là 118 triệu cho chiếc này nha, 118 triệu. Anh em nào mua thì em sẽ gửi hình qua Zalo. Đấy, ở xa thì nếu mà ấy thì em sẽ, các tỉnh nào mà có máy bay em sẽ bay thẳng ra gặp trực tiếp để cho anh em gặp trực tiếp và giao lưu trực tiếp với anh em luôn. Đấy, còn những các vùng lân cận gần mà có thể đi được xe ô tô xe gì đó là em sẽ đi nha, em sẽ đi tới tận nơi để cho anh em xem luôn chiếc này nha. À, còn mà ở xa ở các nơi khác thì em không thì em sẽ ship bảo đảm cho anh em ra tới tận nơi cho anh em, còn không thì làm anh em ấy thì em bay ra luôn ha. Rồi chiếc này là một mã số thứ 19 là với giá 118 triệu nha anh em, 118 triệu trong chiếc Constellation đúc 18k cả mặt số ha, cực kỳ đỉnh, không thể chê vào đâu được hết. Và tiếp tục em lên mã số thứ 20. Chiếc thứ 20 của em là một chiếc Longines Ultraron sấm sét, chiếc này là Longines sấm sét nha. Mấy anh em nhìn các sớ vàng và sớ thép của nó, sớ vàng của nó anh em nhìn. Nó còn nguyên tất cả các sớ luôn ha. Rất đẹp. Núm zin có logo luôn, núm zin có logo. Đáy zin còn nguyên cát luôn ha, đáy zin sấm sét còn nguyên cát luôn, không thể chê vào đâu được hết. Đi kèm với nó là bộ dây zin của Longines, đó, dây da zin của Longines và khóa zin của Longines luôn ha. Đây khóa zin của Longines luôn này, cũng có theo đó là một cái hộp của Longines ha, một cái hộp của Longines. Đấy, chiếc này là vào trong hộp cực đẹp luôn ha, hộp zin của Longines ha. Rồi em đo cái size ngang con này là bao nhiêu, ngang nó là 33 x 33 nha anh em. Đấy, chiếc Longines này 33 x 33, zin nguyên cực đẹp ha, zin luôn cả dây khóa có hộp luôn nha,
Rồi chiếc này em bán, hôm nay em bán với giá là 35 triệu nha, mã số 20 35 triệu nha anh em nha. Đấy, mã số 20 35 triệu. Hôm nay em về được tổng là 20 chiếc đồng hồ. Anh em nào sưu tầm thì liên hệ số điện thoại hoặc kết bạn Zalo giúp em sẽ gửi hình chi tiết cho anh em nha. Rồi, em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video và cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ và đã cho em lời động viên qua các video trước. Em thêm lên được nhiều video hơn nữa. Rồi em xin phép tắt nha anh em. Rồi cảm ơn tất cả các anh em.